Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã có buổi tiếp ông Bill Hardy, Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc và đoàn doanh nghiệp Séc đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc còn có đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Hines Monique. Tại buổi tiếp, ông Bill Hardy, Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và khẳng định Quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam ngày càng phát triển. Một trong những minh chứng rõ nhất là người Việt sinh sống tại Cộng hòa Séc rất đông, hiện đã hơn 100.000 người. Ông Bis cho rằng Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, trong đó ông rất ấn tượng về sự phát triển cũng như vẻ đẹp của Đà Nẵng. Do vậy, ông mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác đầu tư giữa hai bên riêng đoàn doanh nghiệp tháp tùng làng này là những doanh nghiệp lớn của cộng hòa séc hoạt động trong các lĩnh vực môi trường năng lượng công nghệ thông tin cơ khí đang mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh khái quát tình hình phát triển của đà nẵng cũng như định hướng thu hút đầu tư của thành phố và cho rằng những lĩnh vực thế mạnh của đoàn doanh nghiệp xét cũng chính là những lĩnh vực thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư do vậy chủ tịch lê trung trinh mong muốn ngài bộ trưởng và ngài đại sứ cộng hòa xét tại việt nam sẽ làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp xét đầu tư vào thành phố chính quyền thành phố cam kết luôn tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào đà nẵng trong đó có doanh nghiệp cộng hòa xét